Vâng, 200 tiếng đếm. 200 tiếng đếm. Vâng, thế buổi trưa cũng vậy và buổi tối cũng vậy. Mà tôi thỉnh thoảng tôi lại đưa ra bên cạnh này vì thì tôi cứ ra tôi để thế nào. Thỉnh thoảng tôi lại để ra một tí và tôi làm. Đếm 200 tiếng đếm thì là huyết áp là tim của tôi là rất là tốt. Trước đây là tôi là chuẩn bị là phải đặt ten. Thế nhưng mà đến khi mà tôi làm cái này sau một thời gian khoảng 3-4 tháng ấy thì là tôi đi khám thì là tim tôi sáng chứ không phải làm gì nữa. Cô bị như thế bao nhiêu năm rồi? Tôi bị lâu rồi, tôi cũng bị hơi lâu. Năm? Nằm bên phải là không nằm được. Tim nằm bên phải là tôi không nằm được, nhưng tôi cũng phải nằm bên trái và nằm ngửa. Thì rất là mệt. Thế này khi mà tôi làm cái này thì là tôi học thầy Châu đấy. Thì tôi làm thì là tôi thấy là tôi nằm bên nào cũng được. Sau đi kiểm tra thì là thấy tim mình rất là tốt. Bình thường. Khỏi hết. Hay quá, lớp cho chàng vỗ tay. Cô khỏi cái tim đấy từ bao giờ? Đến giờ là bao lâu rồi? Cái lưỡi á? Cái tim ấy, cái tim. À, tim thì tôi phải bị khoảng 4-5 năm rồi. 4, 5 năm. Là cứ không nằm bên phải. Cô làm như vậy nó tốt đến giờ. Nhưng mà bây giờ thì tôi nằm vô tư, không vấn đề. Nằm như vậy được mấy tháng? Mà đi được khoảng, tôi làm khoảng 4 tháng. 4 tháng thì là có kết quả. Tôi hết khỏi lâu chưa? Khỏi. Tôi khỏi được lâu rồi. Vừa rồi đi khám V-Max cách đây 3 tháng thì tôi không còn sao cả. À rồi. Tim là rất là tốt mà động mạch vành ấy thì lại sáng trưng, không có vấn đề gì cả. À rồi. Vâng. Rồi. Thì tôi hỏi bác sĩ là cái đoạn mà nó chuẩn bị để đặt ý. Vâng. Thì cô đã có phải đặt chưa thì cái cháu bác sĩ bảo cô không phải làm sao cả, cô làm nào mà tài thế. À, vì cô làm bác sĩ, tôi làm diện chẩn nhưng mà chưa thua. À, vâng.